trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa con nước chia đôi bờ. Mau đi. Mau. Ê, hả? Tụi bay, lúc có đâm này nghe chưa? Dạ. Mau lên. Dạ. Mau lên. Ê, tôi lẹ đi mày. Ờ, biết rồi. Cứ để mau giữ đi. Để. Được rồi, tao biết rồi. Lẹ lên, tao tưởng gì rồi. Thôi, lẹ. Đừng có thấy bây giờ. Vũ. Lẹ lên. Lúc đi. Ừ. Tốt. Bảo lên, bảo lên. Rồi. Chạy, chạy. Bao, bao. Chạy. Bố người ta ơi, bà con ơi. Cứu lửa. Cháy rồi. Giúp tôi một tay với. Nhanh đi, cháy rồi. Chịu cháy nhanh đi. Làm trái cửa tiệm thì người đó phải đền. Chị, con nhỏ này, đền cái gì mà đền? Đó là tai nạn mà. Bao nhiêu năm trời nay cha thấy không, cửa tiệm nhà mình mừng chi có vụ cháy. Tự nhiên cháy cửa tiệm nào không cháy, cháy ngay cửa tiệm của Dương Út. Nè, người nào mà để cửa tiệm bị cháy thì người đó phải đền. Cha, chuyện này tao đã nói rồi, chuyện này là tai nạn, không có đền gì hết á. Phải rồi đó cha. Chuyện cũng vừa mới xảy ra thôi, nhưng không biết là thế nào. Hay là bây giờ mình tìm người điều tra thử xem có như thế nào đi cha. Lại phải tốn thêm một đống tiền nữa. Cái cửa tiệm lớn vậy, không biết làm sao mà cháy một phát tự nhiên hết trơn hết trọi à. Sao lúc mới phát hiện vừa không kêu người ra dập? Vừa mới phát hiện thì lửa đã cháy lớn rồi, coi như là đã bị tưới sang xung quanh vậy. Ủa, nếu mà có người hại sao vừa không phát hiện ra? Lúc đó thì Dượng đã bằng cái chi? Đúng rồi đó. Em có nghe tiếng bước chân, nhưng mà em đâu có ngờ chuyện xảy ra lớn như vậy. Trời ơi, tôi chưa thấy ai mần ăn mà chủ quan như Dượng vậy đó. Ý Dượng như vậy có nghĩa là có người đốt phải không? Ai là người đốt? Em không biết. Tức phát ách luôn. Một khối tài sản như vậy mà nói nhẹ như lông hồng vậy hả? Thôi mà. Vậy Dượng có thấy ai là người khả nghi không? Em không biết. Lúc đó em lo gom sổ sách cho nên em không để ý nữa. Cửa tiệm á, bộ chỉ có một mình Dượng thôi hay sao? Còn mấy người phụ gạo đâu? Em cho tụi nó về sớm hết. Em định ở lại để mần thêm chút nữa rồi về luôn. Vậy là chỉ có một mình Dượng ở cửa tiệm thôi? Dạ. Dượng nghe tiếng bước chân nhưng có ra ngoài và nhìn thấy ai hay không? Không, lúc đó cũng hơi vắng. Vậy thì tôi hỏi Dượng nè, ai mần chứng cho Dượng những lời nói đó? Nè, cái này á là tôi chỉ giả sử cho hết mọi tình huống thôi mà, khách quan mà nói. Nếu như mọi chuyện chỉ là do một âm mưu thôi, vậy thì có hợp lý không? Đó, ông thấy chưa? Bình thường á thì ra vẻ làm như mình á là người giỏi giang lắm. Bây giờ á xảy ra chuyện lớn như vậy thì cái gì cũng không biết hết. Ông đó, ông coi lại đi, nó làm ăn có ra hình ra dáng gì không mà ông Binh? Thôi bà im giùm tôi đi. Còn mấy đứa bay nữa, anh chị em chung một nhà, không có chịu bảo bọc với nhau mà cứ soi mói. Từng chút một hả? Thiệt, cha thấy bay vậy cha buồn xấu hổ lắm. Thưa cha, con xin lỗi cha. Đúng thiệt á, gian nan thì mới biết lòng người mà. Con xin phép cha má. Tự nhiên đóng vai bị hại ngọt ghê. Thôi.
thôi mà. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.